Vâng, như mọi người thì hôm nay mình sẽ quyết định đó là mình mặc một bộ đồ sexy để vào sim phản ứng của GBTV như thế nào. Thì bình thường á mọi người, GBTV có bao giờ cho mình mặc mấy bộ đồ sexy các kiểu trong game đâu, nên là hôm nay mình sẽ làm một cái clip đặc biệt luôn. Ok, kiếm cái quần nữa là ok mọi người à. Cái quần đâu nhờ, có cái quần nào, hôm bữa mình thấy một cái quần rất là sexy luôn, có con thỏ nữa mọi người à. Ui, đây, chính nó. Trời ơi, mong cái kiểu này mọi người. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi chơi game với các bạn và xem phản ứng của GBTV như thế nào nha. A few moments later. GBTV ơi, GBTV, thấy bộ đồ bỏ đi không? Không. Ryoko nè, ơi. quần đường bỏ đi không anh? Gì đã thay đồ? Out game. Đẹp bỉ gì đâu, nhìn thấy gớm. Đẹp rồi, bà nhìn nó mới kích thích đẹp này đâu anh. À, nhìn thấy ghê. Anh bà. Sao nhiều người mặc thế thì anh cho mặc, anh vẫn chơi. Còn vợ mặc thì anh không chơi. Hả? Mặc gì mà mặc mỗi cái slip vậy? Nó mới đẹp. Đẹp không, đẹp thấy không? Thấy ghê. Không. Vậy nó mới cho anh kích thích để anh bắn kim. Kích thích để anh bắn kim. Oh my god. Không. Nè, nhảy ở đây nè. Chuẩn bị cái bộ tôi vừa lên đồng nè. Đúng. Alo. Cái gì? Alo. Dạ. Alo. À. Có người yêu cũ ơi, bà ơi. Có, ở đây có một đứa người yêu cũ của thằng Thông. Cái gì? Thì em là người yêu cũ của anh mà. Anh chơi hả? Gì anh mà? Nani? Cái gì mày? Thì như mày vô đây mày phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tao rồi mày. Có thấy chưa, người ta mặc đồ sexy thì anh tết, còn vợ mặc đồ này thì anh chê. Thôi em mặc đồ thấy ghê. Ôi đi đi mà. Không thấy ghê. Nè nhìn này có cánh thiên thần luôn nè cô bơ. Sao mỗi người nói một câu chuyện khác nhau vậy? Em không hiểu. Em có cục cày nữa. Buồn quá. Ê, có địch này. Nó chạy xa mất tiêu rồi. Buồn ơi. Hả? Ôi sao cười. Cái gì? Đúng gì? Đúng cái gì mẹ? Em mà chạy lóc nhau không phải xuống vậy. Úi xồi ôi. Đừng đâu anh. Nó ở trên tít trên kia cơ. Tôi đi không? Bà ơi. Ừ. Em cần nhớ anh em đi là đâu ai? Ý? Có. Thôi bố không đi cùng anh đâu, bố đi cùng lên, anh. Lên lên cùi thanh em. Mẹ em là ai hả anh? Đi Moon ơi. Trời ơi cục khai rồi. Em bảo em biết không? Dạ. Có người đang chạy ở ngoài đông nè. Đâu rồi? Sao quá. Em bảo tập trung người mà chị. Ở đây nè, hướng hướng y, hướng y Moon ơi, kìa. Nó chưa có súng nó chạy gì sao á. Cục 3 trong hết rồi đó. Nóc rồi Moon ơi. Cục 3 rồi. Bắn cục 3 luôn rồi. Trời ơi, mày bắn quá ghê. Anh ơi. Có một đố. Anh ơi, sao anh không mở cửa cho con mâm nó mắc vệ sinh kìa. À thế à. Nó kêu. Nó đòi đi hả? Mà tôi vừa nhốt nó lại. Trời ơi. Quá ghê. Bắn quá ghê. Anh ơi, lấy đồ Lego không? Đâu? Ở đây. Đưa đây cho anh. Ở đây nhanh lên. Đó anh đi theo gái bỏ vợ luôn chứ chơi mua. Mua anh lại anh lấy thẻ vô cùng. Ê! Cái tay ba! Mua á, bị nó lấy mất tiêu. Ba lại đi. Trời ơi! Đưa ba chấm nét nè chú. Ba ơi. Đâu được Dragon đâu vậy vợ? Đây, lại đây. Lại đây. Anh không có đạn thùng trường này. Nè, nhìn vợ nè. Đi bông. Vô vợ đi bông. Vâng, không được. Không đẹp với tôi. Không đẹp với tôi, hỏi trò. Thông minh lắm. Anh không thích 18 cộng. Vậy thôi đi không? Không đi thôi, khỏi cho. 18 cộng là tích vàng ngay. Nên là không thích. Đi không? Không. Bà có thiếu gì không anh bà? Đi mà. Dragon up. Dragon up.
Bà hỏi anh mà đẹp không? Không. Xong rồi cõi tròn. Gì? Bà hỏi anh mà đẹp không? Không. Xong thì tôi hỏi cho. Nè, có cắm này ngoan mà. Thấy ghê. Cứ để người ta quạo lên cho này. Cho nè, cho nè. Súng, súng này. Cái gì nó súng nhỉ? Hiểu kiểu gì? Chắc có này nè. Nó trúng nhịp này không biết hả? Chắc có thứ ma nữa. Tay ba chưa cần dùng. Thôi cầm đại. Trời ơi, cầm súng nhiệt tất cả. Nãy giờ anh cầm súng nhiệt mà. Súng mà chị. Anh không kêu một đống súng chị không nhặt rồi. Ôi vâng. Ui, một viên là nó đi rồi. Trời ơi, dầm dưới đất y. Ủa, dùng cái đồng mới sao vậy? Ây da. Mà chết luôn thầy chú. Sắc mẹ này. Ôi, mùi ơi. Gà có mùi quá rồi, mà chết có tiêu rồi nè. Cứu con ăn được không vậy? Chết rồi. Trời ơi, ba thằng. Thấy chưa, bảo vừa đẹp thôi mà cũng không nói được. Thì chết là đúng rồi. Vừa mệt mặc cái tù lúc rồi giáp rồi thấy tù thì không ăn ông tơi rồi đâu. Tơi đi. Không. Em mặc đồ tốt không tôi nữa đâu. Rồi ra thay đồ. Mặc đồ thấy ghê. 2000 years later. Tâm ơn tâm ơn. Dạ. Đi ra đây. Đi ra. Anh da cái bắn xe nó vô chân mà nè. Đâu. Đi chuông chuông. Nhưng mà đi ra đây. Thích sexy không? Mà thích sexy lady không? Có mấy đứa sách thì mấy bà ơi. Thất như nào? Đi ra ngoài. Dạ. Nhà là phải có nóc. Ok. Xin lỗi. Thơm mà. Ok. Ông hết giận nha. Hết giận. Từ nay về sau mặc bộ đó đi nha. Không dù mà đi. Mặc cái quần đuôi. Điều hai rồi. Bye bye.